Đế Tua giê Christus, ngợi khen Chúa giê Kitô. Chương trình thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thủy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tương trình đặc biệt của chúng tôi. Cuốn sách như quả bom, nhận định của Sandro Magister về cuốn sách của Đức Benedicto và Đức Hồng y Robert Sarah. Kính thưa quý vị và anh chị em, Sandro Magister ký giả kỳ cựu chuyên về Vatican của tờ L'Expresso, có bài nhận định sau về cuốn sách mới Từ sâu thẳm trái tim của chúng tôi do Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto thứ 16 và Đức Hồng Y Robert Sarah viết chung với nhau. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi qua lời dịch của Kim Thúy. Một cuốn sách như quả bom Đức Ratzinger và Đức Hồng Y Sarah yêu cầu Đức Francisco đừng mở màn cho khả thể linh mục có gia đình họ gặp nhau họ viết thư cho nhau chính xác trong khi thế giới đang rung chuyển ầm ầm với tiếng ồn ào tạo ra bởi một thượng hội đồng kỳ lạ trong đó giới truyền thông chiếm mất vị trí của một thượng hội đồng chân thực là thượng hội đồng amazon và họ đã quyết định phá vỡ sự im lặng đó là nghĩa vụ thiêng liêng của chúng tôi phải nhắc nhớ sự thật của chức tư tế công giáo trong những thời điểm khó khăn này Mọi người phải sợ rằng một ngày nào đó, Chúa sẽ chỉ vào mặt người ấy với lời trách móc gay gắt này. Quân đáng nguyền rủa kia, ngươi đã không nói gì cả. Câu trong ngoặc đơn là lời nguyền rủa quyết liệt của Thánh Caterina thành Siena, một người dám to gan công kích các vị giáo hoàng. Đức giáo hoàng danh dự Benedicto thứ 16 và Đức Hồng y Robert Sara, người Quyne đã gửi cuốn sách này của các vị cho các nhà xuất bản không lâu ngày trước lễ Giáng sinh. Thành ra, nó sắp được ra mắt ở Pháp vào giữa tháng riêng do Fayard xuất bản với tựa đề Des profonders de Nosca, nghĩa là từ sâu thẳm trái tim của chúng tôi. Và như thế, ngay trước khi Đức Giáo Hoàng Francisco có thể đưa ra những kết luận về Thượng Hội đồng Amazon mà trong thực tế, bên cạnh chuyện sông núi rừng rậm còn có một cuộc thảo luận dữ dội về tương lai của chức tư tế công giáo. Độc thân hay không? Và liệu có mở ra một tương lai cho việc phòng chức linh mục cho phụ nữ hay không? Trên thực tế, cuốn sách này sẽ là một vấn đề nghiêm trọng đối với Đức Phan -cô nếu ngài muốn mở ra chức tư tế cho những người đã kết hôn và chức phó tế cho phụ nữ sau khi người tiền nhiệm và một hồng y có một kiến thức sâu sắc về tín lý và sự thánh thiện dạng ngời trong cuộc sống như hồng y sara đã đưa ra một quan điểm ủng hộ luật độc thân linh mục một cách rõ ràng và mạnh mẽ trình bày quan điểm của chính các ngài với vị giáo hoàng đang trị vì gần như bằng những lời lẽ của một tối hậu thư qua ngòi bút của một người là đức hồng y sara nhưng với sự đồng thuận hoàn toàn của người kia là đức benedicto có một liên kết bản thể học bí tích giữa chức tư tế và luật độc thân linh mục bất kỳ sự suy yếu nào của liên kết này sẽ đặt ra vấn nạn về huấn quyền của công đồng Vatican II và các giáo hoàng Phaolô đệ lục, Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Benedicto thứ 16. Tôi khẩn cầu Đức Thánh Cha Francisco quyết liệt bảo vệ chúng ta khỏi một khả năng như vậy bằng cách phủ quyết bất kỳ cố gắng làm suy yếu luật độc thân linh mục, ngay cả khi điều đó chỉ giới hạn trong một khu vực. Cuốn sách dài 180 trang, sau lời tựa của biên tập viên Nicolas Diaz, được chia thành 4 chương. Chương thứ nhất với tiêu đề Bạn sợ điều gì? là một lời phi lộ được ký bởi hai tác giả vào một ngày trong tháng 9 năm 2019. Chương thứ hai do Đức Joseph Ratzinger viết, nghiêng về kinh thánh và thần học và có tiêu đề các linh mục Công giáo được hoàn thành vào ngày 17 tháng 9 trước khi thượng hội đồng Amazon bắt đầu chương thứ ba do Đức Hồng Isara viết có tiêu đề để yêu cho đến cùng đó là một cách nhìn về phương diện giáo hội học và mục vụ về luật độc thân linh mục chương này được hoàn thành vào ngày 25 tháng 11 một tháng sau khi kết thúc thượng hội đồng Amazon trong đó tác giả tham gia rất nhiệt tình Chương thứ tư là kết luận chung của hai tác giả với tiêu đề Trong bóng tối của cây thập giá đề ngày 3 tháng 12. Trong chương đầu tiên do Ngài viết, Đức Ratzinger chủ yếu muốn đưa ra ánh sáng sự hiệp nhất sâu xa giữa hai giao ước, tân ước và cựu ước. Thông qua lộ trình từ đền thờ bằng đá đến đền thờ là thân thể Đức Kitô và Ngài áp dụng chú giải kinh thánh này cho ba văn bản kinh thánh mà từ đó Ngài rút ra quan niệm Kitô tô giáo về chức tư tế độc thân. Đầu tiên là một đoạn trích từ Thánh Vịnh 16. Chúa là phần gia nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con. Số mạng con chính Ngài nắm giữ. Văn bản thứ ba là những lời của Chúa Giêsu trong phúc âm theo Thánh Gioan. An. Xin cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời cha là sự thật trong khi đó văn bản thứ hai là hai đoạn trích từ sách đệ nhị luật đã được đưa vào kinh nguyện thánh thể hai chúng con dâng lên chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn chúa vì chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự chúa với nhận định này của sandro magister chúng tôi xin kết thúc bài tường thuật này Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv atvietcatholic net Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.